Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chỉ trong một tuần cuối tháng 11, các ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế hơn 112.000 tỷ đồng. Trong tháng 12, dư địa cho vay của các ngân hàng là gần 638.000 tỷ đồng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022, thấp hơn so với cùng kỳ các năm. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%. Như vậy, chỉ trong một tuần cuối tháng 11, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng gần 1%, tương đương tăng hơn 112.000 tỷ đồng. Dù bước tốc mạnh trong tuần cuối tháng 11, nhưng tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước và kém xa mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đề ra. Với chỉ tiêu tín dụng định hướng từ đầu năm 14,5%, ước tính dư địa mà các ngân hàng có thể cho vay thêm trong tháng 12 là gần 638.000 tỷ đồng. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất với mức giảm 0,5 đến 2% trên năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, chỉ đạo và tổ chức hợp tác với các ngân hàng để yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, dù lãi suất cho vay đã giảm đáng kể trong thời gian qua, nhưng lãi suất cho vay ở một số ngân hàng thương mại còn ở mức khá cao. Một số ngân hàng thiếu mạnh dạn cấp tín dụng, còn thận trọng, lo sợ nợ xấu tăng. Nguyên nhân tín dụng tăng thấp được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, do các kênh huy động vốn khác của thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán chưa phát huy hiệu quả, các kênh này chưa phát triển tương xứng với vai trò cung ứng vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, nên nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế tập trung phần lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có xu hướng tăng, tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng eo uột từ đầu năm đến nay, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ lại hạn mức tín dụng. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng thời gian qua thấp, chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi còn chậm nên nhu cầu tín dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh hạn mức tín dụng các ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022. Đồng thời, những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua sẽ được ưu tiên. Tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô ngày 7 tháng 12, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, trong thời gian qua, dứt khoát không có chuyện ngân hàng phải xin rom tín dụng. Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động triển khai phân bổ hạn mức tín dụng một cách hợp lý nhất dựa trên nhiều yếu tố. Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời điều hòa tăng trưởng tín dụng từ ngân hàng thừa sang ngân hàng thiếu hạn mức, đảm bảo cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đẩy mạnh nguồn vốn ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát các điều kiện tín dụng linh hoạt hơn, sát tình hình hơn nữa. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu việc công bố công khai lãi suất bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng và lãi suất bình quân cho vay của từng tổ chức tín dụng và chênh lệch lãi suất bình quân tiền gửi và cho vay, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân lựa chọn ngân hàng có lãi suất thấp để vay. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật, tiếp tục kiểm soát tốt và ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, cho vay chéo dẫn đến mất an toàn hệ thống.
chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn dễ làm mất an toàn và lành mạnh của ngân hàng. Nghiêm cấm việc mở rộng rơm tín dụng và dành lãi suất thấp cho thành viên ban lãnh đạo ngân hàng. Đối với các tổ chức tín dụng, Thủ tướng yêu cầu bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp, công bố công khai lãi suất bình quân của ngân hàng. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Sáng ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các bộ ngành, Chủ tịch, Tổng giám đốc 38 ngân hàng thương mại, đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các hiệp hội, ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, người dân đã nỗ lực cố gắng để khắc phục, thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn thách thức về vốn. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có tinh thần như hội nghị Diên Hồng nhằm bàn việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế, khơi thông nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Thủ tướng, ngân hàng, doanh nghiệp nằm trong một hệ sinh thái kinh tế, sự phát triển của ngân hàng và doanh nghiệp có liên quan đến nhau và liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế có phát triển thì ngân hàng và doanh nghiệp mới phát triển và ngược lại, ngân hàng và doanh nghiệp có phát triển thì đất nước mới phát triển. Vì thế, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh mỗi người, mỗi chủ thể phải cùng có trách nhiệm, góp gió thành bão để đất nước vượt qua khó khăn thì bản thân mỗi người, mỗi chủ thể mới vượt qua khó khăn được, mới có sự phát triển chung. Thủ tướng chỉ rõ, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đúc rút 5 bài học kinh nghiệm lớn, trong đó có bài học về đại đoàn kết dân tộc và bài học nhân dân làm nên sự nghiệp cách mạng, nhân dân làm nên lịch sử, ngân hàng cũng có lúc thuận lợi, có lợi nhuận, vậy thì lúc khó khăn phải chia sẻ với người dân, với doanh nghiệp. Phân tích thêm, Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp bất động sản đang kêu khó tiếp cận vốn, nhưng nếu khó khăn mà vẫn muốn giữ giá bán như cũ, vẫn đòi hỏi một chiều, thì liệu đã có trách nhiệm chung chưa? Theo lãnh đạo Chính phủ, lúc bình thường thì có chính sách bình thường, lúc không bình thường phải có chính sách không bình thường, lúc khó khăn phải có chính sách trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ thì mới là phù hợp, đúng đắn, thúc đẩy được sự phát triển. Lãnh đạo Chính phủ cũng đặt vấn đề, chính sách phải hết sức linh hoạt, chúng ta không hạ chuẩn các điều kiện cho vay nhưng chúng ta có linh hoạt được không, có doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng dự án họ khả thi thì cho vay được không? Để tìm ra lời giải cho bài toán tín dụng, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng đề nghị mỗi đại biểu cần phát biểu thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau, phát huy đoàn kết để cùng đóng góp và cần cả sự hy sinh, nhường nhịn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào, dứt việc đó. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!